bấy giờ trời đề thích bạch Phật Bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, lấy gì nghiệm biết có trời rồng, dược xoa, atula, vân vân, ở ba ngàn đại thiên thế giới khác đến chốn này, để chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen, chắp tay nhũ quanh bên phải, hoan hỉ hộ niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa của vị kia, đã viết ra thọ trì khi ấy phật bảo trời đế thích các thiện nam thiện nữ vân vân này nếu thấy chỗ đè kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa hảo quang vi di, diệu chiếu sáng hoặc người chỗ ấy có mùi hương thơm lạ kỳ lạ hoặc lại nghe có âm nhạc êm dịu nên biết lúc ấy có trời rồng vân vân đầy đủ oai đức thần lực hùng mạnh đến chỗ ấy để chiêm ngưỡng lễ bái đọc tụng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chắp tay nhiễu quanh bên phải hoan hỉ hộ niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa của vị kia đã viết chép thọ trì lại nữa kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân này, tu hạnh thanh tịnh, sửa sang chỗ kia trang nghiêm, trí tâm cúng dường bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết lúc ấy có các trời rồng vân vân, đầy đủ oai đức, thần lực hùng mạnh đến chốn ấy để chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, chắp tay nhiễu quanh bên phải hoan hỷ hộ niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa của vị kia đã viết chép thọ trì kiểu thi ca tùy theo các trời rồng vân vân có đầy đủ ai đức thần lực hùng hậu như vậy đến chỗ ấy thì chốn ấy nếu có ác ma tà thần liền kinh hãi sợ sệt tan rã không dám ở đó do nhân duyên này các thiện nam thiện nữ vân vân liền phát khởi tâm quảng đại thắng giải thanh tịnh việc tu hành thiện nghiệp tăng trưởng sáng rỡ bội phần, làm việc gì cũng không bị chướng ngại. Vì vậy chỗ nào để bát nhã ba la mật đa sâu xa, phải dọn dẹp những ô uế chung quanh, phủi quét lau chùi, dưới nước hương thơm trải bầy tòa báu, rồi đặt kinh lên đó, đốt đèn dâng hoa sông trầm treo cờ đèn chuông xen lẫn với nhau trang hoàng bằng các loại chân kỳ vàng bạc quý báu y phục anh lạc kỹ nhạc đèn sáng các loại tơ lụa nếu có thể cúng dường kinh điển bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy liền được các trời rồng vân vân đầy đủ oai đức thần lực hùng hậu đến nơi đó chiêm ngưỡng đọc tụng cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chắp tay nhiễu quanh bên phải hoan hỉ hội niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa của vị đó chép ra thọ trì lại nữa kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này nếu cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy nhất định thân tâm không mỏi mệt được an lạc điều hòa thân tâm nhẹ nhàng thân tâm cho buộc tâm vào bát nhã ba la mật đa khi ban đêm ngủ không thấy ác mộng chỉ gặp mộng lành nghĩa là thấy như lai ứng tránh đẳng giác sắc thân hoàng kim tướng hảo trang nghiêm phóng hoàng quang sáng rỡ chiếu khắp tất cả thanh văn Bồ Tát vây quanh trước sau, trong chúng nghe Phật thuyết bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cho đến pháp tương ưng với quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề lại nghe phân biệt bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho đến nghĩa tương ưng với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hoặc ở trong mộng thấy cây bồ đề cây đó cao rộng với các thứ báu trang nghiêm có đại bồ tát đến ngồi kiết già dưới đó và chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các loài hữu tình hoặc ở trong mộng thấy vô lượng trăm ngàn muôn ước số chúng đại Bồ Tát luận nghị, chọn lựa nghĩa của các Pháp, nghĩa là phải nên thành thục hữu tình, tra nghiêm cõi Phật, tu Bồ Tát hạnh, hàng phục quân ma, đoạn trừ phiền não tập khí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề hoặc ở trong mộng lại thấy mười phương thế giới đều có vô lượng muôn ức chư phật và cũng nghe âm thanh của chư phật nghĩa là thế giới nào thì có như lai ứng tránh đẳng giác ấy hoặc trăm ngàn muôn ức đại bồ tát thanh văn đệ tử đều cung kính vây quanh phật nghe thuyết pháp hoặc ở trong mộng lại thấy vô lượng trăm ngàn muôn ước chư Phật ở mười phương thế giới nhập Niết Bàn. Sau khi mỗi vị Phật nhập Niết Bàn, đều có thí chủ cúng dường xá lợi Phật. Họ dùng bảy báu vi diệu xây dựng vô lượng trăm ngàn muôn ước tháp lớn. Lại nữa, mỗi mỗi tháp đó dùng vô lượng tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, cờ đèn, hương hoa, các loại chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân đến vô lượng tháp, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen kiểu thi ca các thiện nam thiện nữ vân vân này thấy các điểm mộng lành như vậy thì trong lúc ngủ hay thức thân tâm đều được an lạc được các thiên thần vân vân cho thêm năng lực làm người kia tự nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng do nhân duyên này nên không tham đắm nhiều trong việc ăn uống thuốc men y phục họa cụ. Đối với bốn loại cúng dường đó, tâm thường coi nhẹ, giống như thầy du già, nhập vào định thắng rượu. Nhờ sức mạnh của định thấm nhuần thân tâm xuất định rồi, tuy gặp thức ăn ngon nhưng trong lòng vẫn coi thường, đây cũng vậy. Vì sao kiểu thi ca vì các thiện nam thiện nữ vân vân này được đầy đủ oai đức thần lực của tất cả như lai ứng tránh đẳng giác thanh văn bồ tát trời rồng dược xoa atula, tu vân vân ở ba ngàn đại thiên quốc độ và mười phương thế giới khác từ bi hộ niệm dùng năng lực phi diệu truyền vào thân tâm làm cho người ấy ý chí dũng mãnh thân thể cường tráng kiểu thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn được các công đức lợi ích thù thắng hiện tại như vậy thì nên phát tâm trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi kiểu thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm tuy không lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý tuyên thuyết rộng rãi cho các hữu tình nhưng chỉ viết chép dùng các báu trang sức lại đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen thì cũng đạt được các công đức lợi ích thù thắng như trên đã nói vì sao kiểu thi ca vì các thiện nam thiện nữ vân vân này có thể làm lợi lạc là khắp vô lượng vô biên hữu tình lại nữa kiểu thi ca nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi lại mang các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường thì các thiện nam thiện nữ vân vân này sẽ gặt được vô lượng vô biên phước đức hơn các hữu tình chọn đời dùng vô lượng thức ăn nước uống y phục ngọa cụ thuốc men và các vật dụng riêng để cúng dường chư Phật Bồ Tát và chúng thanh văn ở tất cả mười phương thế giới cũng hơn người dùng bảy bài thượng diệu xây tháp cúng dường xá lợi của phật và đệ tử sau khi niết bàn đem vô lượng tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng trọn đời cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen vì sao Kiểu thi ca vì chư Phật và chúng đệ tử ở mười phương đều nhờ bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mà sanh trưởng.